mọi người nhìn thấy trên màn hình đó chính là nhịp điệu Sudan, tức là tập thể dục nhịp điệu với những động tác của bộ môn Sudan. Em biết rằng có những chị, có những cô mặc dù là rất yêu thích bộ môn Sudan, nhưng thứ nhất là do tuổi tác, thứ hai là do thể lực không cho phép, chính vì vậy mà chưa thể đến với cái bộ môn này. Vậy thì nhịp điệu Sudan chính là một cái giải pháp tuyệt vời. Nhịp điệu Sudan là những tổ hợp động tác đơn giản, không đòi hỏi quá nhiều về mặt thể lực cũng như là kỹ thuật, đặc biệt là rất dễ học và ai cũng có thể học được. Chúc cho mọi người luyện tập thành công và luôn luôn có những buổi tập thật vui. Mọi người thấy video của em hay và hữu ích thì mọi người hãy đăng ký kênh, đồng thời chia sẻ video, đó chính là động lực để cho em ra thêm những video chất lượng hơn. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Thank you.